Today I make bún măng vịt and I'm making the bamboo smaller into shredded into small strips, and along the way I discover a very efficient way of shredding the bamboo into small strips instead of ripping it by hand slowly. This is the piece. Like, if you rip it slowly, it takes a long time, right? So I'm gonna use a small pointy knife, and I'm gonna cut slice halfway, right? Like this, and I'm gonna slice it into very thin strips, and then from there I'll be just holding like this and take the strip down. So it's halfway done. So instead of stripping by hands from the beginning to the end, I'm gonna use a knife and slice half of it into thin strips, and then from there just take the strips apart. So the sun is kind of in the way, but basically I just cut into very thin strips. So you see, very thin strips, just halfway from the piece, because cutting the whole way is harder. So from there, I'm just going to take it apart like this, see? And then, so you hold the other part and you kind of take it apart. You just pull it up down, see, pull it down, and then you get long thin strips. It makes it easier instead of peeling it, right? So I'm gonna continue doing that. So when you slice, be careful your fingers, because it's very thin, so then your hands, your fingers are very close to your a knife. So when you slice it, make sure your fingers are away from the knife. So mình nấu bún măng vịt hôm nay, và mình tước măng đó thì mình thấy rất là lâu và rất là khó. Nếu mà mình tước từ đầu đến cuối, cho nên mình nghĩ ra một cách làm như thế nào mà nó dễ dàng mà nhanh, thì mình cắt lấy dao cắt một ở trên nửa đó, cái gần cái chỗ mà già hơn đó. Măng thì ở trên là một khúc là già, một khúc là non, thì cái phần bên to ấy, thì nó già hơn, còn cái bên dưới ấy, thì nó măng non hơn. Thì mình cắt cái phần già đó từng đoạn rất là mỏng, rồi từ đó thì mình sẽ tước nó. Thì dễ, mình thấy làm như thế dễ hơn và nhanh hơn. Đó, mình sẽ chỉ cho bạn xem. Rồi mình cắt rồi, đó. Mình cắt như thế này đó. Very thin. Đấy, thì từ đấy đi rồi mình cầm cái miếng măng, rồi mình tước. Đó. Rồi mình tước. Thì mình sẽ có từng miếng măng rất là nhỏ để vào bún. Đấy, thì cái này làm rất là nhanh và dễ. Nếu mà mình tước ra một miếng to như thế này, thì mình lấy móng tay mình tước thêm vài lần để cho nó nhỏ nhỏ thêm. Nhiều khi mình cắt như vậy nhưng mà nhiều khi cái miếng nó không theo đường dọc đó, thì nó thành một miếng to. Nhưng mà đa số đó thì mình làm được miếng nhỏ. Mình tước như vậy.
thì mình thấy nhanh hơn và dễ hơn. Thì nếu mà các bạn có cách tước măng như thế nào mà nhanh và dễ hơn á, thì chia sẻ với mọi người để học hỏi và nấu ăn nhanh hơn. Thì mình không ở trong bếp lâu, mình nấu nhanh hơn, làm nhanh hơn, mình được nghỉ ngơi. Vì nhiều khi mình cảm thấy là nấu ăn thì cũng không phải là khó khăn gì, nhưng mà mình cảm thấy là nấu ăn ấy là rất là cần nhiều thời gian và có thể một chút tinh thần, vì mình phải quan tâm đến mình nấu như thế nào để cho ngon, cho nên cũng cần tinh thần và cũng cần thời gian. Nấu ăn là một phần, chuẩn bị nữa, chuẩn bị là cái phần cũng khá lâu, mà ăn xong rồi đấy thì dọn dẹp cũng khá lâu, cho nên một bữa ăn ấy cũng cần mình đầu tư vào khá nhiều thời gian. Cho nên mà nếu mà mình kiếm được ra cái cách nào chuẩn bị đồ nấu ăn, hoặc cách nấu ăn, hoặc cách mình dọn dẹp cho nhanh, thì mình sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi làm những việc khác. If you have different tricks that you can make cooking and preparation and cleaning more efficient, please share with us so that we all can do things more efficient, cook faster, clean up faster, prepare faster, so that we can have time to do other things. So I'm gonna do the same thing to shred this piece of dry bamboo. You can do it from the beginning like this. Take a strip and pull it out. Just keep doing that. Or you can slice part of the piece, and then from there you can pull the pieces. I find it easier to slice. So the bamboo part, this part is older, it's more tough, and this is the younger part, so it's softer. So what I'm gonna do is I'm going to slice this part to maybe this length, and then from there I'm just gonna strip the pieces down so that we'll have small thin pieces like these. Okay. So be careful with your hands, because thin slices, meaning your hand had to be very close to the knife, and that means it could be dangerous. So watch your fingers, watch your hands when you slice anything, especially thin slices. Needs more concentration and attention. The smell of bamboo is very strong, very strong. If you like it, it's nice. I grew up eating bamboo, dry one, fresh one, pickled one, you name it. So I really love the smell of bamboo, but if it's new to you, it could be very potent and you might not like it. You know, sometimes the smell of certain things bring back memory, and for me, bamboo brings back fond memories, happy memories, the simple days. So in any case, so I sliced it, you see. So this part is thinly sliced, but this part is not, right? I'm gonna hold it up like this, and then I'm gonna just pull the part down. Then I got thin strips of
dry bamboo. So that's how I figured it out just today. I have five pieces like this to shred, and usually and as I remember, my grandparents, my parents, they shred this from their fingernails. So they took from the beginning to the end, they would take the one section at a time and pull it from the top to the bottom. And I find it a little bit more labor intensive and time consuming, so I figure I sliced it first and then just pull gently, firmly but gently, down like this. And then you have thin, long strips of bamboo, and we would eat this with, we would put in with the duck in the boiling soup pot, and it would cook along with the duck meat. And then we're gonna pour the broth along with some meat into a bowl of steamed or boiled noodle with bamboo and cilantro, and we would garnish it with some ginger and fish sauce. It's a home sweet home dish. Món ăn quê hương. That's how we say in Vietnamese. Món ăn quê hương. Món ăn quê hương là khi nào cũng thấm đậm tâm hồn. Cho nên cái mùi măng nếu mà mình thích ấy, là rất là cảm thấy cái nó đưa về cái cảm giác ngày xưa mình ở lớn lên ở trong nước Việt Nam với sống với bố mẹ anh chị em. Cho nên món ăn không phải là cho bụng no mà đưa lại cái kỷ niệm và đưa lại cái niềm vui hạnh phúc ngày xưa mình nhỏ đã từng qua đó. Những miếng mà hơi to đó thì mình tước thêm cho nó nhỏ hơn. Hình như mình thấy là càng nhỏ đó, thì ăn càng ngon, thì nó giống cái sợi bún của mình đó, thì nó càng ngon hơn. So there are big pieces, so I just gonna do a little bit double checking to make sure that they are thin enough. And the thinner it is, the tasty it is. So when you eat it with the noodle, it would be coming with the noodle, so you would be feeling like you're eating the noodle along with the bamboo, and it's a nice texture in your mouth. I'm gonna show you part two of this bún măng vịt later.